thoái hóa cột sống cổ là một trong những căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi. Bệnh gây ra nhiều khó chịu trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, nên rất nhiều người mong muốn tìm kiếm một phương pháp điều trị dứt điểm. Cũng như bệnh nhân khác, cô Phùng Thị Giang đã khám chữa bệnh thoái hóa cột sống của mình suốt nhiều năm qua ở các cơ sở y tế khác nhau để mong mỏi xoa dịu những cơn đau do bệnh gây ra, nhưng đều không có hiệu quả rõ ràng. Cho đến khi bác được thăm khám và điều trị bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp cùng bài thuốc từ y học cổ truyền tại thuốc dân tộc, bệnh tình của bác đã thuyên giảm đáng kể. Hôm nay là buổi cuối của liệu trình, bác có đôi lời chia sẻ và mong muốn được tiếp tục thăm khám tại thuốc dân tộc. Bác Phùng Thị Giang, năm nay bác 70 tuổi, bác ở Hà Nội, bác ở ngõ 238 Hoàng Ngân, nhà A41. Tình trạng này bác bị thoái hóa cột sống cổ bên phải này, mấy nẻ thắt lưng là vôi hóa cột sống L4, L5. Thì hai cái này thì cái đốt sống cổ thì mới độ 3 năm nay thôi, còn L4 hay L5 thì lâu rồi. Nhưng mà nó cũng không gây khó chịu cho bác nhiều. Đấy, với lại là gần đây nó thì cái đầu gối, nhưng mà như bác tê nửa người bên trái, nửa người bên trái, cả tay cả cái đầu gối đau, cũng thời gian đau không giỏi được chân. Thì nhưng mà cái này nó kiểu cái khớp nó khô, nó lạng sạng, lên xuống nó khó. Bác thì chưa đi chữa đông y ở đâu hết. Bác đi chữa tây y 2 lần, và 1 lần ở bệnh viện xây dựng, và lần đấy là bác có vật lý trị liệu bằng máy móc, và 1 lần là đi chữa tây y bệnh viện Bạch Mai. Nhưng cái thời gian đấy sau đấy nó lại đau, xong mỗi vai gáy thì và từ đấy thì bác cũng không chữa được. Bác đến cái trung tâm nghiên cứu và ứng dụng của thuốc dân tộc, y học dân tộc này, thì là do cái bác Lâm, bác ở cạnh nhà bác có cái tờ rơi đấy, mời đấy, thì giới thiệu bác, thì bác đến đây ngày 18, thì bác theo bác Lâm, bác đến đây và bác mua một liệu trình là 7 ngày và xoa bóp bấm huyệt 7 ngày. Thì trong 7 ngày này đến hôm nay là hết, thì bác thấy nó ổn hơn. Nói chung là các cơ, các khớp của bác là dơ lên xuống là ổn hơn. Tại trước đây là bác vẫn đi tập yoga, nhưng mà khi mà dơ lên dơ xuống là cái khớp này bác cứng này. Thế nhưng trong thời gian 7 ngày này thì bây giờ bác đi tập thì nó ổn hơn nhiều. Ví dụ các cái khớp háng và các cái đầu gối của bác dơ lên nó không bị đau, nó mềm hơn nhiều. Thì cho nên là bác thấy nó có vẻ tốt, cho nên bác sẽ tiếp tục mua một liệu trình nữa 7 ngày để bác sử dụng. Bác thấy kỹ thuật viên và bác sĩ vui vẻ, tận tình, chu đáo mà cũng ân cần hỏi han, thì bác thấy cũng phấn khởi. Thì đi chữa này thì bác thấy cũng vui vẻ, cũng không bị một cái gì là ức chế là khi đến bệnh viện. Bác là người rất sợ đến bệnh viện. Thì bác chúc trung tâm của cháu thì ngày càng phát triển và cứ giữ được cái tấm lòng là lương y như từ mẫu, thì dứt khoát bệnh nhân sẽ đến rất đông. Đấy là một điều bệnh nhân nào cũng mong muốn như vậy, mà bác cũng mong muốn như vậy. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay mong muốn điều trị bệnh thoái hóa cột sống cũng như các bệnh về đau nhức xương khớp khác, tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc, quý vị vui lòng liên hệ hotline 024 7109 6699 hoặc đến trực tiếp cơ sở gần nhất.